Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong video ngày hôm nay. Từ Vi Trắng xin kính chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện ngoại tình từ lâu vẫn là vấn đề nhức nhối trong xã hội. Đàn ông ngoại tình đã đành, phụ nữ ngày nay cũng ngoại tình luôn. Nhưng nhiều nghiên cứu cho rằng phụ nữ giỏi che giấu chuyện ngoại tình hơn là đàn ông. Vậy làm sao để có thể biết được phụ nữ đang ngoại tình? Nếu quan sát thấy 4 biểu hiện dưới đây thì rất có thể là vợ bạn đang có bồ đấy. Phụ nữ có 4 dấu hiệu này thì chắc chắn đang có bồ. Đàn ông khôn ngoan nhất định phải biết. Như chúng ta đã biết thì chuyện bồ bịch, cặp kè quan hệ ngoài luồng không chỉ diễn ra ở phía đàn ông mà đối với những người phụ nữ ngày nay cũng xuất hiện rất là nhiều. Có rất là nhiều những chị em cứ lén lút chồng của mình đi cặp bồ với người đàn ông khác. Người thì vì chán chồng, người thì bị mê hoặc bởi cái sự hào nhoáng, bảnh bao và lãng mạn hơn chồng mình. Có những người thì bị mê hoặc bởi những đồng tiền của những người đàn ông khác, vân vân. Có rất là nhiều những lý do để dẫn tới một việc một người phụ nữ mà đi cặp bồ sau lưng chồng mình. Cũng giống như đàn ông thôi, họ cũng có những cách để che mắt chồng, giấu giếm một mối quan hệ mập mờ đó. Thế nhưng sự thật thì mãi mãi sẽ là sự thật. Dù có che giấu giỏi tới đâu, bọc kỹ đến như thế nào thì cũng có những sơ hở, cũng có những biểu hiện khiến cho người khác nhìn vào là có thể nhận ra ngay. Nếu mà muốn biết vợ của mình có bồ hay là không, các ông cứ quan sát vợ của mình, chú ý tới một số dấu hiệu như sau. Dấu hiệu nhận biết vợ có bồ chính xác 100%. 1. Chăm chút ngoại hình hơn. Tất cả những cô có bồ, cô nào cũng sẽ thay đổi về mặt ngoại hình, cứ giống như con gái đang thời đang yêu đấy. Luôn luôn mong muốn bản thân mình đẹp hơn trong mắt người yêu này. Còn vợ của các ông thì luôn luôn muốn đẹp trong mắt của bồ. Bởi vậy cho nên là về chăm sóc sắc đẹp nhiều hơn, ăn mặc điệu đà, chỉnh chu hơn, chú ý tới dung mạo của mình hơn, đi đâu cũng phải đẹp, cũng phải thể hiện. Thế nên bỗng một ngày nếu mà nhận ra vợ của mình lúc nào cứ chăm chút, vuốt ve, cứ son son phấn phấn, quần quần áo áo thì các ông chồng nên dè chừng đấy. Đó có thể là một dấu hiệu để tố cáo cho thấy vợ của các anh đang muốn đẹp trong mắt một người đàn ông nào đó. Có thể đó là một anh bồ nào đó đấy. Đặc biệt hơn, nếu như các ông để ý, nếu mà khi có đi đâu đó một mình, tức là không có chồng đi cùng ấy, thì các bà vợ mà có bồ sẽ làm đẹp, trang điểm một cách cẩn thận hơn rất nhiều. Cứ kiểu như đi dự tiệc, như đi dự thi hoa hậu. Bởi vì người ta đang đi cặp bồ mà, gặp người đàn ông mà người ta đang yêu, cho nên là phải đẹp, phải thật xuất sắc. Cũng như là tâm lý của cánh đàn ông khi đi cặp bồ cặp bịch bên ngoài, gái gú ở bên ngoài đấy. Ở nhà với vợ thì ăn mặc thế nào cũng được, hồi mấy ngày cũng không chịu tắm, dầu cứ để mọc tùm lum như là bãi cỏ thì cũng kệ. Thế nhưng gái mà gọi cái là khác ngay, bắt đầu ăn mặc chỉnh tề, dầu thì cạo gọn gàng, tắm gội thì thơm tho, sức nước hoa cứ thơm lừng lên. Ăn mặc thì thật là lịch lãm, sao cho thật bảnh mới đi gặp người tình được. Phụ nữ thì cũng như thế, cũng muốn thật lộng lẫy trong mắt bồ của mình, cho nên sẽ chăm chút về ngoại hình, rất là cẩn thận mỗi khi đi ra ngoài. Các ông có đồng ý là chẳng có ai ăn mặc lôi thôi hay là nhếch nhác khi đi hẹn hò hay là gặp người tình không? Thế cho nên, việc vợ của các ông tự dưng mà chăm sóc nhan sắc, cứ ăn mặc diêm dúa mà trang điểm các kiểu thể loại, thì các ông phải đề cao tinh thần cảnh giác. Không phải bỗng dưng mà tự dưng rừng mỡ như vậy đâu. Có người khiến cho họ muốn mình đẹp, muốn mình trẻ lại hơn, cho nên họ mới như vậy đó. Thứ hai là bỏ bê việc nhà. Phụ nữ có bồ cũng giống như là con gái đang yêu. Mọi sự tập trung, mọi sự chú ý đều đổ dồn cho người đàn ông đó. Đều muốn làm cho họ mọi thứ, đều muốn dành tất cả thời gian bên người đàn ông đó. Mọi thứ xung quanh lúc đó chẳng còn ý nghĩa gì. Cả thế giới cứ bỗng như bé lại, vừa bằng một chàng trai. Với họ lúc này, chỉ có người đàn ông kia là quan trọng. Thế nên, bạn sẽ không còn thấy một cái hình ảnh một người vợ mà cứ tất bật ở trong bếp làm cơm cho gia đình sau mỗi chiều tan làm. Sẽ không còn hình ảnh một người vợ cứ tảo tần chăm sóc cho con cái, lau dọn nhà cửa thường ngày nữa, mà thay vào đó là những hình ảnh bếp lúc nguội lạnh, nhà cửa thì bề bộn, con cái thì không được chăm sóc chu đáo như ngày thường. Vợ thì bỗng dưng không muốn về sớm để nấu cơm, bận không thể đi đón con, mệt mỏi không thể lau dọn nhà cửa. Nói chung là bắt đầu bỏ bê việc nhà,
không muốn đụng tay đụng chân vào bất kỳ chuyện gì nữa. Thời gian lúc nào cũng bận với hàng tỷ công việc bên ngoài. Đó chính là những dấu hiệu tố cáo vợ bạn đang có bồ. Chẳng có người phụ nữ nào chỉ vì cái công việc mà bỏ bê nhà cửa, bỏ bê chồng con. Chẳng có người phụ nữ nào không muốn cả nhà của mình quây quần ăn cơm cùng với nhau. Chẳng có người phụ nữ nào cứ đùn đẩy công việc chăm con với chồng mình. Trừ khi cô ta đang có một mối quan tâm khác, đang muốn chăm sóc và dành thời gian cho một đối tượng khác. Đó cũng là lúc mà cô ta không còn thiết tha gì đến ngôi nhà này nữa. Chính vì vậy, cô ta không quan tâm căn nhà sạch hay là bẩn, đầm ấm hay là nguội lạnh, vui vẻ hay là tẻ nhạt. Tất cả không còn quan trọng với một người đàn bà khi cô ta có bồ ở bên ngoài. Thứ ba là không quan tâm chồng. Đây là một dấu hiệu mà các ông dễ nhận thấy nhất. Cô ấy sẽ không còn quan tâm đến từng việc nhỏ nhặt của chồng nữa, không còn muốn chuẩn bị quần áo cho chồng đi làm, không còn chăm sóc chồng chu đáo như ngày trước, không còn để ý xem chồng bị thiếu thốn thứ gì, chồng béo hay là gầy đi cũng không quan tâm lắm, chồng mệt hay là khó chịu cũng không ảnh hưởng gì tới cô ấy. Có những chuyện đơn giản như hàng ngày cô ấy thường chuẩn bị ăn sáng cho bạn, thường gọi bạn dậy khi bạn đi làm, thường hỏi han bạn sau mỗi ngày làm việc, thường quan tâm bạn tới những đồ dùng cá nhân của bạn nữa, thường mua sắm cho bạn, luôn luôn nhận ra những vấn đề sức khỏe của bạn. Nhưng một khi mà cô ấy có bồ ấy, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn, đảo ngược 100%. Cô ấy sẽ không còn quan tâm tới bạn nữa, không còn nhắc nhở bạn những việc ảnh hưởng nữa. Bạn có về khuya, cô ấy cũng không quan tâm. Quần áo của bạn có thiếu hay là đủ, cô ấy cũng mặc kệ. Bạn mệt mỏi, cô ấy cũng không biết. Đó là khi vợ của bạn đã có một người dành tình cảm, dành sự yêu thương. Người đàn ông trong lòng của cô ấy bây giờ không còn là bạn nữa. Thứ tư, né tránh chuyện chăn gối. Người ta vẫn thường nói rằng đàn ông có thể lên giường với bất kỳ một người phụ nữ nào, kể cả người đó không có tình cảm. Nó đôi khi chỉ là một cách giải quyết nhu cầu sinh lý của đàn ông. Nhưng đối với đàn bà thì lại khác nha. Phụ nữ người ta sẽ chỉ lên giường với một người đàn ông họ yêu thương. Họ bắt đầu chỉ hoàn toàn tự nguyện với một người đàn ông họ có tình cảm. Còn đối với những người đàn ông thì khác, đó là sự bắt buộc, đó là sự gượng ép. Thế nên, nếu bạn nhận thấy vợ của mình sự gượng ép, sự ghé tránh, cô ấy chỉ hợp tác với bạn dạng như xong, cho có hay là cho có trách nhiệm, cho xong nhiệm vụ, thì lúc đó bạn cần phải xem xét lại tình cảm của vợ dành cho mình. Có nhiều khả năng cô ấy không còn yêu thương bạn như trước nữa. Trường hợp còn lại là cô ấy đang mắc một vấn đề về sức khỏe nào đó. Nếu là trường hợp này, bạn nên đưa vợ đi khám và điều trị. Còn nếu cô ấy nói không có vấn đề gì, lý do chỉ là vợ mệt, vợ khó chịu, vân vân, thì chắc chắn một điều, cô ấy không còn muốn gần gũi với bạn nữa. Cô ấy sẽ phục vụ bạn theo cái kiểu hoàn thành bổn phận của một người vợ. Còn thân và tâm của cô ấy lúc này đang hướng về một người đàn ông khác. Người đó chính là bồ của cô ấy. Ngoài ra thì bạn cũng có thể phát hiện ra vợ của bạn có bồ hay là không bằng cách kiểm tra điện thoại của cô ấy một cách bất ngờ. Hãy làm cái việc này khi cô ấy không có sự chuẩn bị mới có thể tìm kiếm được một dấu vết gì đó còn sót lại hay là không. Bằng không, nếu cô ấy biết, cô ấy sẽ xóa mọi dấu vết để bạn không thể nào tìm ra được chứng cứ nào tố cáo cô ấy đang có bồ. Hơn nữa, việc đó dẫn tới việc rứt dây mà động rừng. Cô ấy sẽ cẩn thận hơn, cảnh giác hơn để mình không bị phát hiện. Lúc đó sẽ khiến cho bạn khó khăn hơn trong việc xác định vợ mình có bồ hay không.